Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là em sẽ tiếp tục lên cho anh em thêm những dòng xe tải ở phân khúc tầm trung. Thì ở thời điểm này thì là do trong cái thời điểm là tháng 7 là cái tháng cô hồn mà, cho nên là cái việc mà mua xe của bên nhà xe đối với bán xe mới á, nó cũng hơi bị yếu, cho nên là bên em sẽ lên nhiều clip hơn quay để quay cho anh em, để có cái gọi là định hướng tham khảo và có một kế hoạch đầu tư sau khi mà qua tháng 8 âm lịch chúng ta sẽ quyết định đầu tư ha. Đó, thì đó là một trong những cái lý do mà em sẽ up clip nhiều hơn ở cái thời điểm này cho anh em xem. Rồi, đây thì là một cái siêu phẩm mới đến từ nhà của Hyundai với cái tên gọi là Hyundai Mighty E8. Đây là phiên bản đủ nha, tải trọng là 7 tấn 2 và thùng dài là 5m8. Đó, xe này thì Hyundai Mighty E8 này thì khỏi nói rồi, nó đã có cái thị phần, đã có thị trường, đã có những cái chứng minh và những cái đánh giá của những anh em tài xế khi lựa chọn dòng E8 bản đủ này rồi. Đó, nó chạy khỏi nói là bản này là bản ba cục nha mọi người. Đó, đẹp không, tuyệt vời ha. Lâu lâu gặp lại em này thì thấy nó vẫn đẳng cấp như xưa. Thùng bọng con này thì hiện tại bên em đã đóng lên cái thùng là thùng bẩn nhôm. Đó, chút xíu chúng ta sẽ xem về cái bằng thùng. Bây giờ chúng ta hãy xem lại về cái diện mạo ngoài của em nó một xíu trước khi mà tham quan về cái phần nội thất và thùng bọng ha. Đây ạ, thì đây là cái phiên bản đủ. Phiên bản đủ của dòng xe tải E8 nó sẽ có hai phiên bản, phiên bản đủ và phiên bản thiếu. Bản đủ là bản nhập ba cục, còn bản thiếu là bản đó là sản xuất tại nhà máy Tứ Xuyên đó ở bên Trung Quốc. Thì cái bản thiếu là sẽ không có hai cái này, và cái logo này nó để ở đây nè. Đó, nó khác hoàn toàn luôn. Còn cái phần phía dưới đây nó cũng hơi thay đổi một xíu nữa. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà có tiền cứng xíu á, chúng ta nên lấy phiên bản đủ, thì bỏ ra số tiền lớn thì nên lấy cái phiên bản đủ như thế này, chạy cho nó an toàn yên tâm, mà nó cũng giá nó cũng gọi là cũng không cao hơn so với cái phiên bản thiếu bao nhiêu đâu. Đó, nhưng mà lấy con này về đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đẹp ha. Mighty S8. Cái này đời 23 nha mọi người, đời 23. Đây, đây là phiên bản bẩn nhôm. Đóng theo kiểu thiết kế là thùng Đà Lạt. Đó, năm mảnh. Đó, thùng Đà Lạt 5 mảnh. Bắn bạc căng ghê ha. Đó, bạc căng đúng căng luôn nè. Đúng kiểu Đà Lạt luôn. Quá đẹp. Đây, em zoom xa xa ra cho mọi người xem. Đó. Được ha. Con này thì giữ lại cho chúng ta là cái trụ và cái chuồng heo là bằng sắt, còn lại là tay khóa nè thì bằng inox. Bản lời cũng bằng inox luôn. Cái này đóng heo kiểu là tay khóa bản lời bằng inox 430 và bẩn là sử dụng bẩn nhôm. Cũng như là cản chúng ta cũng là sử dụng là cản inox, cản hai thanh theo kiểu thiết kế theo kiểu là tiêu chuẩn ha. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ có nhiều kiểu thiết kế cản lắm nha anh em. Cản vuông hoặc là cản bọc composite. Đó, đều nhiều loại luôn. Đó, anh em quan trọng là anh em thích cái mẫu nào bên em sẽ tiến hành đóng cho anh em theo cái mẫu đó thôi. Rồi, đây là cái bình ắc quy. Thì xe này thì trang bị cho chúng ta là một cái bình ắc quy ha. Ở đây và một cái thùng đầu nghề ở đây nữa. Đó. Quá ok luôn. Xe này đóng theo kiểu tiêu chuẩn rồi, nó kiểu như là tiêu chuẩn của phiên bản nâng cấp lên trực tư á. Còn gọi là nếu mà gọi là kiểu độ á, là nó sẽ độ nhiều thứ lắm. Còn em thì sẽ có rất là nhiều ý tưởng để cho chúng ta có thể khai thác thêm. Thì đây là phần cầu ha. Con này sử dụng cầu Diamond, có không? Cầu Diamond của Hàn Quốc. Đó. Khỏi nói rồi. Xe là quá nét luôn. Đó. Nè. Đây là phần phía sau đuôi xe ha. Đuôi xe phía sau á thì như anh em đã thấy ở đây là thiết kế, nếu mà đã đóng theo thùng Đà Lạt là chúng ta phải mở dĩ nhìn nó mới chuẩn chỉnh được. Đó, mở dĩ có hai tơm ở bên và chúng ta sẽ có một cái miếng inox dập sóng ở giữa đây. Đó, và ở mỗi mấy cái trụ á, ở mỗi mấy cái trụ cái nè, chúng ta như anh em thấy nè, là nó sẽ có là một cái trụ U, rồi ở giữa chúng ta sẽ đi kèo ống tiếp phi 27. Đó, đẹp quá. Này, các biển số lên nữa là trời, thành idol xe tải liền ha. Ở ngay cái lam đây thì chúng ta có một cái miếng inox bật phẳng và cái khung bao đèn. Còn cái bật lên xuống thì làm theo kiểu là chấn định hình và làm bọc lá me, làm dập lá me lên để cho chúng ta bước lên xuống không có bị trượt. Nếu anh em mà đi lúc mà chở chợ vô mấy cái chợ cá hay là chợ này kia
trời mưa hay là trời nước nó nhiễu xuống mà chúng ta đi cản trơn nó rất là bất tiện nha. Đó, đây em cho mọi người xem cái phần sàn bên trong xíu. Đó, ta mở rất là dễ ha. Đây, con này thì anh em trả trước cho nhà xe rơi vào tầm là 250 là có thể nhận được con xe này về rồi nha mọi người. Thì trả trước cho nhà xe cỡ mức độ đó là khi anh em vay qua cỡ mức độ là 70-75% nha. Còn nếu anh em nào mà muốn trả thấp hơn nữa, thì liên hệ với em qua Zalo rồi em sẽ tìm đài hỗ trợ vay cao hơn cho anh em luôn. Đó, từ 80% cũng có nữa nha. Đây là cái phần nhấp sau cabin đó thì là đóng theo kiểu là phần bằng tân kẽm ha. Đó, nó chưa có lên inox mà cũng rất ok, thì khách hàng muốn đóng sao thì bên em đóng vậy thôi. Đó. Sàn này là sàn sắt trắng kẽm nha. Sàn sắt trắng kẽm. Đó. Rồi ha. Nè, anh em xem cái phần món hàng nè. Cách đóng của bên đây á là xưởng bên đây đóng á là cái miếng mặt sàn 2,5 ly nó sẽ hàng chấm bon ở trên cái khung, xong rồi nó sẽ lấy keo silicon nó đi lại, anh em thấy không, nó đi lại thì che được cái mối sàn, che được mối hàng. Nhưng mà nếu mà anh em đã chơi được cái dòng này thì cố gắng thêm một xíu tiền nữa đóng cái luôn cái sàn inox là nó nhìn mới chuẩn chỉ. Hoặc là khi mà nếu em là người trực tiếp đóng cái thùng này là em sẽ kêu xưởng thùng là uống cho em uống làm sàn uống mí luôn, uống mí luôn để che là cái món hàng này lại. Đó, để mất công là khi anh em chạy về lâu dài anh em thấy không, để ngoài nắng này mưa nè nó bị gỉ thì mất thẩm mỹ thôi. Đó rồi, kế tới em này vẫn là tiêu chuẩn Euro 4 nha mọi người. Euro 4 đây thì nội thất của xe Hyundai mà phiên bản bản đủ á, đỉnh rồi, khỏi nói nhiều. Đó, ghế nè, ghế của chúng ta là trang bị là ba chỗ ngồi ghế nỉ nhưng mà thiết kế rất là sang. Đó, cái này thì là có được trang bị gắn riêng nha, gắn riêng cái màn hình OLED Pro. Đó, khách hàng đã gắn riêng thêm một cái màn hình nữa. Ở đây có trang bị là nút Eco nè, trang bị riêng dành cho phiên bản dòng S6, EX6 và phiên bản E8L bản đủ. Là khi anh em mà đi đường trường, đường bằng phẳng á, đi đường cao tốc mà đi với cái tốc độ ổn định, chúng ta bật cái này lên ha, để tiết kiệm nhiên liệu. Còn khi anh em, nhưng mà khuyến cáo anh em là khi anh em lên bắt đầu vô cao tốc hoặc là khi anh em vượt lên này kia thì chúng ta tắt cái này đi ha. Rồi, ở đây cũng có thêm mấy cái chức năng nè, như là đèn sao hay gì nè. Đó, sấy gương. Đó, máy lạnh, nút AC đầy đủ ha, rất là ok luôn. Đó, rất là đẳng cấp. Đó này không, nè, tháo đầu radio ra rồi nè, tháo đầu radio ra nè, gắn màn hình OLED rồi lên. Màn hình này thì nó cũng rẻ thôi, cỡ 5-6 triệu cũng có một cái rồi. Đó, ở đây là có trang bị là tăng chỉnh âm lượng trên vô lăng luôn ha, tăng chỉnh âm lượng trên vô lăng nè, thấy không. Đây, chỉ có trên phiên bản đủ thôi nha mọi người. Đây, đẹp ha, mua xe này chạy là hết bài rồi. Đó, thì cái này là có trang bị km nhiên liệu, dòng tô và các nước. Bên đây thì có trang bị thêm độ điều chỉnh độ đèn, cường độ sáng, máy lạnh này kia. Bên đây thì gương của chúng ta sẽ là sử dụng là gương chỉnh điện tích hợp xe gương luôn. Đó, gương chỉnh mấy cái điều chỉnh nó rất là hay, để em hợp tác thử ha. Đó, mở lên rồi nè, thấy không. Bên này là nếu mà gắn màn hình lên đó, là nhìn nó đây để em zoom lại nè, gắn màn hình lên là nhìn thấy đẹp không. Nó nhìn sang chiếc xe lên liền, rất là sang luôn. Đây, đó là điều chỉnh gương nè. Đó, thấy không, rất là hay. Đó, đẹp ha. Rồi, phía trên thì là chúng ta có trang bị hai tấm chắn nắng cũng như là cái đèn trần ở phía trên nữa là xong. Hộp số, anh chàng này thì là sử dụng cái hộp số của chúng ta là hộp số 5-6 tiếng và một số lùi ha. Và động cơ con này thì là 160 mã lực. Thì nói chung cái dòng Hyundai á
này là anh em đã biết quá nhiều rồi, cho nên là em sẽ không có phải nói về phần động cơ này kia đâu. Nó thương hiệu đã có rồi thì chúng ta không cần phải giới thiệu nhiều đâu, quan trọng là giá cả và trả trước bao nhiêu thôi, đúng không? Đó thì từ 220 đến 250 tùy ngân hàng vay, từ 70-75% hoặc là 80. Vâng, thì nãy giờ chúng ta cũng đã xem qua về cái phần nội thất, về phần thùng bọng của con xe tải Hyundai E8 phiên bản đủ này rồi ha. Thì với cái mức chi phí bỏ ra là từ 220 đến 250 là chúng ta đã có thể đầu tư được ngay một cái em xe tải đẳng cấp thương hiệu Hàn Quốc như thế này rồi. Mua gọi mua hay một lần là gọi là ăn chắc mặt bền luôn đó. Và đối với dòng xe tải E8 bản L, bản L là bản đủ á, thì anh em mua xe có thể cung cấp giùm em căn cước công dân cũng như là cái giấy tờ kèm theo là giấy độc thân hoặc là giấy đăng ký kết hôn. Nếu anh em chưa có gia đình hoặc là đã có gia đình rồi, bên em sẽ tiến hành xử lý hồ sơ trước khi nhận cọc. Nếu mà hồ sơ bên của anh em mà ngân hàng báo xác nhận ok cho vay được thì bên em mới tiến hành nhận cọc và tiến hành làm xe, để tránh mất cái tình trạng là nhận cọc xong rồi hồ sơ lại không đậu á, thì lại phải trả cọc này kia, nó rất là mất thời gian. Là bên em xử lý ngay từ đầu để chúng ta yên tâm mà làm xe hơn đó. Rồi thì video về cái em xe tải Hyundai E8 này thì em sẽ được kết thúc, và em xin nói luôn một cái lý do tại sao em không báo giá luôn, là do là vật tư nó sẽ thay đổi theo từng tháng và em cũng không biết là anh em muốn đóng cái thùng như thế nào, cho nên là em sẽ thu thập ý kiến của anh em muốn đóng cái thùng tiêu chuẩn em báo giá tiêu chuẩn, anh em muốn đóng cái thùng bẩn nhôm full hay là full inox 430, full inox 304, hoặc là đóng theo kiểu nhấn nhá như thế này, giá nó sẽ khác nữa. Cho nên là vui lòng liên hệ với em qua Zalo để em thu thập ý kiến, xong rồi em sẽ báo giá chi tiết anh em ở thời điểm đó có khuyến mãi gì báo giá luôn, rõ ràng ngay từ đầu để cho chúng ta nắm ha. Rồi, chào mọi người nha, và hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo.